Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình iOS tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Vậy là video trước đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta lấy thông tin của một user khi chúng ta login thành công. Tiếp tục video này sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta hiện ra hình user của login rồi. Thì để coi được cái hình của mình thì các bạn xem giùm tôi cái bài login của mình. Thì bạn hãy vào Docs, vào cái Facebook login của mình ở đây. Thì đây bài hướng dẫn login trên iOS. Thì lúc này nó có cái hàm để chúng ta sử dụng để login ở đây. Login các bạn. Là mình login thành công rồi thì nó có cái hàm là FBSDK profile picture view. Là cái hàm để chúng ta có thể lấy ra hình của người đã đăng nhập thành công. Vậy bây giờ chúng ta quay lại Xcode, chúng ta tiến hành là hiển hình nó ra. Thì chúng ta hiển hình nó ra trong cái phần view load nữa các bạn. Thì ở đây tôi có thể là không view load cũng được, tôi có thể là dùng ngay trong login này của mình luôn. Ví dụ đi bạn, tôi đây tôi tiến hành là login thành công thì tạo ra một cái biến và hình được không bạn, bằng FB SDK được các bạn, profile picture view đấy, và tôi truyền vào một cái frame là cái vị trí tấm hình. Thì chúng ta có cr rectmax để làm việc này được chưa bạn. Tôi sẽ cho nó như sau. X sẽ là 100, Y sẽ là 50, width tôi sẽ cho là 100, height là 100. Hoặc tôi hay làm như sau, tôi sẽ cho nằm chính giữa màn hình. Ví dụ như là view.frame.size.width chia 2 được như vậy. Còn này là cho 100 đi. Rồi. Bây giờ tôi save lại và tôi chạy thử của mình đây. Như vậy chưa đủ các bạn. Chúng ta mới tạo một tấm hình thôi. Chúng ta chưa hề nhúng vô cái view của mình. Đây là việc tạo ra tấm hình. Bây giờ nhúng vô cái view nè bạn. Nhúng vô cái view như sau. Save.view.sview và nhúng cái gì vào, nhúng tấm hình vào. Tôi save lại chạy thử. Bình thường thì không có gì hết, tôi log out rồi nha bạn. Log in lại này. Ok. Được chưa bạn, thành tôi ha, khá đẹp trai đây, rất là đẹp trai ha. Và tôi vừa hướng dẫn các bạn cái chúng ta làm một cái hình avatar hiện ra trên web, trên một cái app của mình. Được chưa nào? Tiếp tục video sau sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta tiến hành là share một cái bài viết, một cái gì đó thông tin lên website của chúng ta luôn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.